Em xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay lại với kênh YouTube của shop Tân Ánh nhá. Shop Tân Ánh đến từ nhà Nam Thanh Niên Bắc Giang. Thì shop em chuyên cung cấp những vật tư ngành ong, dụng cụ làm vườn và một số dụng cụ đi rừng nhá. Thì hôm nay là em lại xin làm cái video gửi đến các bác là một lô gọi là laser đầu đạn nhá. Laser đầu đạn. Hàng bên em lại tiếp tục mới về nhá. Laser đầu đạn thì em mời các bác đón xem chi tiết về sản phẩm nhá. Đây thì các bạn nhìn trên màn hình đây, em đã để sẵn ra tất cả phụ kiện của một cái laser đây nhá. Sẽ lắp được vào dây 11, dây 20 và kẹp vào lòng nhá. Kẹp vào lòng cho các bác. Đây, đây là cái củ laser này. Củ laser của nó nhá. Củ laser này các bạn lắp pin vào. Lắp pin là sáng luôn này. Thì này em đang review gọi là cái đèn laser màu xanh nhá. Laser màu xanh nhá các bác nhá. Màu xanh đây. Đó. Màu xanh này, màu xanh để giúp các bác là bắn ban ngày nhá. Màu xanh để bắn ban ngày. Còn màu đỏ là các bác bắn vào ban đêm nhá. Màu đỏ bắn vào ban đêm. Và cách lắp đặt của một cái laser này thì nó cũng cực kỳ là đơn giản thôi. Đây, như cái này, các bác đút vào cái này thì cái dây này nhá, thì dây này sẽ lắp vào dây 11 này. Dây 11 nhá các bác. Dây 11. Và các bác muốn lắp vào dây 20 thì các bác lại lắp thêm con ốc này nữa, cặp này nữa. Một cặp này thì các bạn lại sẽ lắp vào đây. Lắp vào đây sẽ thành dây 20 cho các bác nhé. Dây 20 này. Đấy. Đều lắp được vào hai loại dây cho các bác, dây 11 và dây 20. Còn vào loại thứ ba là kẹp vào lòng. Kẹp vào lòng thì khá là đơn giản thôi, không khó khăn gì hết. Cực kỳ đơn giản thôi, các bác xoáy ốc ra. Xoáy ốc ra này, các nới ra. Nới ra này. Đầu nhỏ nhé, đầu nhỏ thì các bác kẹp vào laser. Kẹp nó ra thì các bác tháo hẳn ra đi. Đấy. Nới hẳn ra. Đó, cái này sẽ đều lắp được cả hai đầu cho các bác tùy theo cảnh của bác. Đây. Bác lắp vào cảnh 12 thì các bác lắp lên đầu to nhé. Thì lắp lên laser đầu nhỏ sẽ là vào dây 12. Còn cảnh của bác cảnh 16 thì các bác lại lắp vào. Lắp laser lên trên nhé. Lắp lên trên này. Lên trên này. Thì đầu dưới này sẽ kẹp vào lòng 16 cho các bác nhé. Đó. Cực kỳ tiện lợi luôn một cái laser. Còn giá của laser thì màu xanh với màu đỏ nó sẽ chênh nhau vào 20.000 một cái nhé các bác nhé. Màu xanh màu đỏ sẽ chênh nhau 20.000 một cái. Màu đỏ thì giá của nó là 300.000 một cái. Nó em bao gồm tất cả tiền phí và tận nhà cho các bác rồi. Màu xanh thì nó sẽ là 320.000 nhé. 320.000. Đó. 320.000 là các bác có một cái laser đầu đạn màu xanh và hoặc màu đỏ. Và laser này của bên em là laser dùng pin sạc nhé các bác nhé. Một bộ nó sẽ có đi kèm cho các bác là một cục sạc pin này, một cục sạc pin như này nhé các bác. Đó. Và thêm một cái đuôi chuột, đuôi chuột để giúp các bác là đi bắn ban đêm hoặc ban ngày. Các bác bóp vào đây, ở trên này sẽ có các nốt bấm nhá. Bóp vào đây thì nó sẽ sáng lên, sáng lên thì các bác sẽ nhìn thấy mục tiêu, các bác bắn luôn thôi. Đó. Cực kỳ là tiện lợi luôn. Đuôi chuột cực kỳ là dài nhá. Đuôi chuột này, đuôi chuột là nó so nhá các bác nhá. Các bác kéo dài ra này. Kéo dài ra thu ngắn lại. Thả ra sẽ thu ngắn lại. Tự động sẽ thu ngắn lại này. Đó. Chủ động sẽ tự thu ngắn lại dây cho các bác. Còn bác nào quan tâm hơn thì mà mọi vấn đề thắc mắc ấy thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp qua các số điện thoại em đã ghi trên màn hình. Thì số em sẽ có các anh em trong tổ bán hàng tư vấn nhiệt tình cho các bác nhé. Đó. Tư vấn 24/7 cho các bác luôn. Đó. Hàng thì luôn luôn ở ship COD, nhận hàng đồng kiểm hàng xong mới thanh toán tiền nhé. Đó. Còn bác nào mà mới truy cập vào kênh thì hãy cho em xin thêm một like, xin thêm một nút bấm đăng ký kênh nhé. Còn bác nào quan tâm hơn thì bấm thêm vào cái chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất do shop em đăng tải để phục vụ cho các bác vào mùa 2021 này nhé. Rồi. Em xin chào các bác nhé, hẹn các bác vào cái video sau. Rồi, xin chào.